Wow, bạn thấy không? Đây là đó, thấy chưa? Thôi, mời các bạn ăn nhá. Wow, tuyệt vời bạn ạ, quá ngon luôn. Chào các bạn đã đến với channel của Xoan GB Cuộc Sống Nhật Bản. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục ra ngoài biển để sinh tồn các bạn ạ. Khu vực đây thì hôm trước mình có làm video về sinh tồn về cá rồi á. Đấy, nên là hôm nay mình tiếp tục ra ngoài đây, mình đi tìm gọi là ốc hoặc là cái gì, nói chung là ăn được. Mình sẽ nướng ngay tại trận, nướng ngay tại chỗ ăn. Vì video hôm trước mình làm thì gọi là nướng thì bị xịt mất cái quả nướng. Hôm nay mình đã mua cái khò, nói chung là hôm nay thì xịn sò hơn. Kiểu gì cũng có đồ để nướng ăn ngay tại trận. Đấy, và khu vực đây sau này mình sẽ cố gắng ra nhiều clip hơn, nên là mong các bạn hãy luôn luôn ủng hộ mình nhá. Giờ là đang mùa dịch nên mình sẽ bớt quay chỗ khu vực nơi đông người. Nên là giờ ra biển hoặc là lên rừng. Đấy. Đây, và giờ bắt đầu. À đây mình đây mình khoe tí nữa là cái này mình vừa đầu tư đây. Các cái đây thì trước khoe rồi. Đây là các đồ nghề nướng. Đây bạn. Đấy, bạn thấy không? Nay mình mua hẳn cái bình khò luôn. Không có cái chuyện là không không nổi lửa được. Hôm bữa không nổi lửa được, bực quá. Bốn con cá mà không ăn được. Rồi, ok. Các bạn đi cùng mình nhá. Let's go. Xuống gần nước thì mới nhiều. Wow. Thấy rồi. Đấy bạn này, ui rồi. Cực kỳ nhiều này. Đây này. Bạn thấy không? Đấy, ốc này ốc ốc tai quỷ đúng không? Đó, ốc tai quỷ này. Đấy. Đó. Này, lại này. Sát luôn. À, được. Ui. Ui, mấy con to lắm mà. Đấy, úi giời. Ngon chưa? Đấy bạn này. Đấy, ngon chưa? Wow. Wow, chà. To chưa? Đó, bạn thấy không? To không? Wow. Đây. Ui giời. Ui. Wow, sướng nhờ. Đèo. À. Ông này thấy bảo là ở mình đắt phết đấy. Rồi, rồi. Tiếp tục. Chỗ đây dễ, dễ bắt, cứ bắt thôi. Chỗ nào dễ cứ bắt. Ui, ui giời. Đây bạn này. Wow. Rồi, sướng không? Đấy. Wow. Đây là có đồ ăn thôi. À, chà chà, sướng nhờ. Đâu. Này. Bạn thấy không? Đấy, ui giời. Tiếp tục đây, đây đây. Đây dễ lấy. Đấy, ui giời. Thôi rời hết rồi. Ừ, rời. Để lấy quá rồi hết rồi. Rồi. Mình mà tìm cái thế này. Vừa nãy vừa lấy ra. Không rơi hết. Đấy. Đấy, nào. Tìm đúng thế.
rời hết xuống biển. Hỏng hết bánh kẹo. Đấy, wow, chặt. Wow, này, bạn thấy không này? Đó, dài chưa? Đó, à. À, ngon quá. Đó. Đây. Tiếp tục đây. Đây, còn mấy con lấy nó. Ui giời. Gần được, con này gần được. Ui giời, chắc quá. Thôi, con nào chắc quá thôi, đây. À, đó. Ua chắc. Ốc tai quỷ. Ui giời. Ô vào chai. Này không biết ở mình bao nhiêu tiền cân đây. Thấy bỏ đắt phết. Wow, trời. Đây bạn này, đây này. Không biết có ăn được. Theo mình ở biển thì chắc cũng ăn được. Đây. Hắn kiểu như là con hến con ngao ấy. Nó nên làm thử không nhỉ? Đây, các bạn nhìn con này nhá, đây này. Đấy, con này này. Đó, đây này. Không biết con gì đây. Bạn nào biết thì comment xuống dưới mình nhá. Đấy, nhiều con này lắm bạn này. Đây này. Này. Gõ mạnh cái ra. Chắc phết. Đây. Này lại có cái u đây để u này. Mất ốc gì luôn. Đây. Thấy bạn này. Đó. Đó. Thịt này. Đấy. Rồi, bớt đi. Để hỏi xem là có ăn được không. Sau mình ra mình làm video. Tiếp tục. Có bạn nào biết thì comment xuống dưới mình nhá. Bạn à, đây là sản phẩm mình này bắt được này. Kinh không? Wow. Quá sướng luôn này. Quá nhiều luôn này. Bạn thấy không? Đấy, quá nhiều. Cái em này chín rồi bạn. Rồi mình thử em này đây. Bóc ra này. U nóng quá. Ua chà, ui rồi nước à. Nước này. Nước này. Cái nước của ấn ngon phết đấy. À, mặn. Ui, nóng. Ui giời nóng. Wow, bạn thấy không? Đây nào. Đó, thấy chưa? Thôi, mời các bạn ăn nhá. Wow. Tuyệt vời bạn ạ, quá ngon luôn. Ngon. Đây mình lấy gì đựng rác tí bỏ. Đây để tạm đây tí. Đem về vứt. Wow, ngon quá. Ui mấy này chín hết rồi.
Thôi để tạm đây này. Đấy, ui dồi. Wow, bạn thấy này. Ui da, nóng. Tuyệt vời, cú mèo bạn ạ. Có ngon, nóng ạ. Ăn nó dai dai, ngọt ngọt, bùi bùi. Và hơi mặn mặn của nước biển này. Chung là tuyệt vời, không thể chê được. Quá tuyệt vời. Rồi để tạo đây. Ăn là xong nướng tiếp mẻ này. Cái con này vẻ hơi già. À, đây. Ui da. Bạn thấy không? Này bốc khói luôn này. Wow. Đã. Cái này ui rồi, nước. Ui nóng. Cái này có wasabi chấm thì thôi. Wow, trời. Wow. Sướng ạ. Ăn sướng, bạn nhìn nào. Để gần gần nè. Nhìn mình bóc ra này. Nè. Bóc cái đầu ra đấy, ui nước này. Nước biển mà. Nước hơi mặn mà. À, nước mặn lắm. Thôi không chơi nước. Đấy, bóc ra cái được đó. Ăn này. Wow, sướng. Sướng không? Con này già. Ui, nóng. Thôi, được. Thôi, mày nướng nốt đi. Mất công bắt nướng ăn cho sướng người. Đấy, cứ bỏ đây. Chín là vừa. Ui, nhiều lắm ạ. Rồi, tiếp tục ăn. Đây, bóc này ra nước phọt đấy. Các bạn nào, nước phọt ra này. Đấy. Ngon. Wow. Ui giời. Wow. Nóng. À, sướng à. Sướng á. Sướng. Giờ mình sẽ kết thúc tại đây. Và các bạn đừng quên like và subscribe mình nhá. Nhớ nhá, để mình đạt được 1.000 sub. Đấy. Các bạn hãy like và subscribe cho mình nhớ nhá. Để mình làm những video tiếp theo, sinh tồn tiếp theo. Và các bạn muốn mình làm về chủ đề hay là làm sinh tồn kiểu gì thì các bạn hãy comment xuống dưới nhá. Comment thật nhiều vào. Để mình lựa ra những câu comment hay nhất để mình làm cho các bạn. Ok, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye. Nhớ like và subscribe nhá. Nhớ nhá.